Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Nếu bốn người này đã ăn ý như vậy thì tách bọn họ ra. Bạn Mộc Sinh và Minh Thế Nhân có thể làm được đến bước này đã là không dễ dàng rồi. Suy cho cùng cũng là lấy một địch hai. Tứ đại thần tăng khác với tứ đại hắc kỵ. Tứ đại hắc kỵ là từng người chiến đấu và phối hợp cũng sẽ không có thủ đoạn liên hợp để thi triển. Tính cách cứng rắn mạnh mẽ của Đoạn Mộc Sinh đã thể hiện sâu sắc ở trong chiến đấu. Gặp mạnh sẽ càng mạnh. Minh Thế Nhân nươn nẹo hơn một chút, thân pháp linh hoạt, không ngừng tránh né, tìm chỗ tấn công. Đây không phải là nguyên thần kiếp cảnh bình thường, hơn nữa trong tay của bọn họ còn có vũ khí bậc thiên. Đối thủ nhị diệp tam diệp bình thường, chúng ta đâu có tốn nhiều công sức như vậy. Cùng ra tay, kết định ấn. Kết định ấn, chờ đã, chính là quy xúc đại pháp này. Tiếp tục. Thương hành của hắn đã chọn tấn công. Không cần quan tâm người có phòng ngự gì. Kết định ấn nổi danh là bất động như núi. Do vậy có thể cản được đoàn tấn công mạnh. Không dám cho rằng chiêu này là kết thúc rồi, nhưng không ngờ Đoạn Mộc Sinh tiếp tục đâm về phía kết định ấn. Một thương, hai thương, ba thương. Bá vương thương đã biến thành hư ảnh, dựa vào tốc độ đáng sợ xoay tròn tấn công. Thương ảnh hợp nhất, đâm lên kết định ấn này. Thứ ta đợi chính là quy xúc đại pháp này của ngươi. Ngươi đợi ta làm gì? Đoạn Mộc Sinh lại có thể phá được kết định ấn. Không giác. Kết định ấn là một chiêu phòng ngự cực mạnh ở trong thiên tông. Có điều kết định ấn có mạnh hơn, nhưng mà sao có thể sánh được với lục hợp ấn của Hoa Vô Đạo. Tỉ thí với Hoa Vô Đạo lâu như vậy, nếu một chút tiến bộ cũng không có, vậy chẳng phải là cười rất hàm hay sao? Cẩn thận. Cẩn thận. Trước mắt xem ra thế cục đã làm trong. Thế cục đều nằm trong khống chế của Ma Thiên Các. Có hai đồ đệ khống chế sân đấu, thậm chí cảm thấy không cần lãng phí thẻ đạo cụ. Xuất chiêu đi, được. Duy trừ bất thiện, trừ bất trí thành. Sinh thiếu nghi tâm giả. Tất bất quả toại giã. Đại diễn chú. Đám người này lại có thể nắm vững đại diễn chú. Đây là muốn đại khai sát giới. Phật môn âm công có rất nhiều loại, bất luận là đại tĩnh tâm chú hay là phạt âm nhập mộng, đều là công pháp áp chế duy trì ở trong thời gian dài có tính phạm vi. Đại diễn chú thì lại khác, đại diễn chú có thể giết người. Âm công của đại diễn chú này giống như là phạt âm nhập mộng, bản phóng lớn, đấm thẳng vào trong thất khiếu. Đã hiểu tại sao Hư Tĩnh lại nói hai chữ cẩn thận. Cứ tiếp tục như vậy, đệ tử của Thiên Tuyển Tự toàn bộ đều phải chết. Thiên Lôi, ban ngày ban mặt sao lại có xét đánh? Còn có Lâm Đạo, toàn bộ đánh trúng người của chúng ta. Là làm chuyện xấu quá nhiều nên bị trời phạt hay sao? Không thể nào. Chúng ta thân là người xuất gia, không thể nào mê tín. Sư phụ ra tay rồi. Thật không may mắn, không kích hoạt 1% đòn tất sát.
Giá trị của thẻ lôi cương này may mà không tăng lên. Lão già này không hề giống khí tức nhỏ yếu phát tán từ trên người của hắn, bắt răng phải bắt vô trước. Tứ đại giai không kết định ấn. Dấu cũng sâu thật đấy. Ma thiền, thiền đã nhập ma. Tứ đại Na Hán kim thần. Nhất diệp, nhị diệp, tam diệp, tứ diệp, ngũ diệp, lục diệp. Vốn dĩ đã nghĩ xong phương thức ứng đối, thậm chí còn đã chuẩn bị tâm lý sử dụng 4 thẻ một kích chí mạng. Đương nhiên cũng có thể giết một người ở trong đó trước. Uy lực của tổ hợp 3 người còn lại tất nhiên là sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Đoạn Mộc Sinh và Minh Thế Nhân 2 người đối phó 3 người, chắc là có thể thắng. Bây giờ có 4 tòa kim thân Na Hán, lại hợp lại cùng nhau, cẩn thận. Vô ý ấn. Hư liễu còn đợi gì nữa? Đánh hén.